Kim Phụng Lan Rừng xin chào cả nhà. Hôm nay ngày 29 tháng 3 năm 22, em tiếp tục lên phiên bán hàng như mọi ngày. Phiên hôm nay thì có cũng rất là nhiều cái mặt hàng VIP, từ cây giá trị thấp đến cây giá trị cao. Thì tùy theo cái điều kiện và sở thích, mọi người có thể chọn cây theo ý của mình. Mọi người mua hàng thì gọi điện trực tiếp, nhắn tin trực tiếp hoặc là nhắn qua Zalo, Facebook cho em đều được nha. Thì link em có để bên dưới, mọi người có thể vô đó. Hiện thì Zalo của em đã đầy rồi cho nên là không thể nào mà kết bạn thêm được nữa. Mọi người cứ nhắn tin qua thì em vẫn nhận được bình thường nha. Chỉ là không có đồng ý kết bạn được thôi. Đó. Rồi, em đi vô cái chi tiết lô hàng của em ngày hôm nay. Cái này thì HO nè, thì cái lô này là cũng mới về luôn mọi người. Kỳ rồi, cây rồi, mầm chi chít luôn á. Nhưng mà chắc là em cũng chưa bán được đâu. Đấy, HO này thì cũng mới về đây. Chậu nhựa, chậu đồ các kiểu thì đầy đủ các kích cỡ rất là nhiều luôn á. Thì hôm bữa em lấy về cũng gần như là gần hết rồi. Cho nên là cái này chắc để bán sau vì chưa có soạn được á. Nay em soạn mấy hàng nhỏ nhỏ này trước nha. Hàng lớn này đi, bây giờ bưu điện nó cũng hạn chế á mọi người. Em gửi bên GNT nhiều nơi người ta không đi. Đa số ngoài Bắc thì GNT không nhận, bởi vì ngoài đó bị bể tuyến nhiều á, không có người phát này kia, là dịch các kiểu á, bưu cục đóng cửa nhiều. Mà gửi bên bưu điện thì hàng kích cỡ lớn thì người ta lại không nhận. Hôm qua có gửi mấy thùng lớn cho mấy anh cây Minh Châu cái đồ đó thì vẫn chưa đi được. Để coi thì bữa nay là vận chuyển như thế nào rồi mới ấy được. Cho nên là mấy hàng dài dài đó để bán sau. Rồi em đi vô chi tiết lô hàng nha. Đầu tiên là cây Phú Quý nha mọi người. Hôm nay em có 3 chậu. Thì bông Phú Quý là bông cực kỳ là đắt tiền và rất là đẹp luôn. Cái này cách đây 3 tháng thì một cây như thế này 5-7 triệu này. Cây như thế này 5-7 triệu mà không có hàng để bán. Thì hôm nay em có được 3 cây thôi. Giống như em đã phân tích rồi đó. Những cây mà mắt đậm, mũi trắng, xước đậm á, thì giá nó rất là cao. Bởi vì xu hướng của người ta sẽ chơi những cây đậm đó theo tầm cấp cao. Còn cây nào mắt mờ, xước, mũi trắng thì nó sẽ rẻ hơn. Và dần dần là nó sẽ đến những cây mũi màu, rồi vân vân các kiểu. Rồi Phú Quý hôm nay thì em có 3 chậu. Chậu đầu tiên này, chậu số 1 này. Đây nha. Thì giá là 2 triệu rưỡi nha mọi người. Đó, 2 triệu rưỡi. Thì nó lên một gốc như thế này rồi. Chậu này cách đây 3 tháng thì 5-7 triệu mọi người. Đó, thì nó cũng không chênh lệch bao nhiêu. Những cây này thì nó cũng không rớt giá mấy. Nhưng mà bây giờ mua được cái giá rẻ thì bán rẻ. Đó, như vậy nha, 2 triệu rưỡi. Thì mầm dài này thì nó cỡ được 4 sen này. Còn mầm gốc thì nó đang lên nha. Đó, mầm gốc nó đang lên. Cây số 2 là cây này, cây số 2 đây. Số 2 thì 3 triệu nha. Đây, cây số 2 3 triệu. Thì tương tự nó cũng có một mầm gốc và mầm này đang lên, thân tơ nó đang lên như thế này. Đó, thì cây này mọi người thấy là nó sẽ cứng cáp hơn, cây kia nó khỏe hơn. Và cây số 3 cũng là 3 triệu luôn, cây này. Cây này dài cũng tầm 10 sen nha. Đó, thân lá nó rất là đẹp này. Đó, cây số 3 3 triệu. Thì đây là cây Phú Quý nha, được 3 chậu như thế này. Cái này hồi lâu rồi em cũng bán rồi, em cũng nói về hoa rồi. Cho nên là bây giờ em cũng không nói nhiều. Chỉ biết là cái tên Phú Quý thì nó cũng rất là hay. Nghe nó cũng mang lại một cái điều gì đó, tài lộc, may mắn, hạnh phúc. Rồi mặt bông thì nó cũng đẹp. Đó, đây nha. Tiếp theo là em có cây hoa khôi Quế Phong nha, hay còn gọi là khôi đen. Đây, trên này ghi là KD, tức là khôi đen nè mọi người. Đó, hoa khôi Quế Phong. Cái này hôm bữa thì em được có 2 chậu lớn thôi. Đó, thì 2 chậu đó mua cũng được rẻ cho nên là bán rẻ. Còn cái này lấy của lô sau thì không có hàng nữa, cho nên là người ta để giá cũng hơi cao. Mà nói chung là vậy mọi người. Mình bán hàng thì tùy thôi, tùy theo phiên đó. Có lúc mua được hàng rẻ, có lúc mua được hàng đắt. Bán xong rồi đi mua là nhiều khi người ta còn cao hơn cái giá mình bán nữa, rất là nhiều á. Chứ không phải là khi nào mình cũng săn được hàng rẻ, là khi nào giá cũng ổn định nha. Cho nên là cũng hên xui lắm. Nhiều khi hôm nay mình mua mắc, mai mình mua rẻ. Hôm nay mua rẻ, mai mua mắc là chuyện rất là bình thường. Cây số 1 này, giá là 1 triệu rưỡi nha mọi người. Đó, cỡ tầm được 4 sen, 5 sen thôi, 5 sen á. Số 1 này, 1 triệu rưỡi. Đó, cây này thì nó cũng không có giống nhiều đâu, cho nên là giá cũng cao. 1 triệu rưỡi, nhưng mà nó lên mầm. Cái này trồng là từ mầm lách nè, cây lách lách ra nha. Nhìn giùm em cái cây nha. Đó, cây lách lách ra nè, rễ rồi rất là khỏe bình thường. Nên là các bác cứ nhìn và phân biệt giúp thế nào là hàng gieo hạt nha, thế nào là cây lách, thế nào là ấy giùm em nha. Cây số 2 cũng là 1 triệu rưỡi luôn. Đây, số 2 nè, 1 triệu rưỡi nha. Đây, số 2, 1 triệu rưỡi nè. Rồi, cây số 3, 1 triệu 2. Cây này thì bé hơn nha. Số 3, 1 triệu 2. Đó, số 3, 1 triệu 2. Số 4 nè, 2 triệu. Đây, cây số 4 lớn nè,
2 triệu nha. Thì nó rất là đẹp rồi. Đó, số 4 2 triệu, dài cũng tầm 10 sang rồi. Dài 10 sang rồi. Số đó số 4 2 triệu, đây số 5 này, số 5 là triệu 8 nha. Đây, số 5 là cây bé hơn này. Đó, cây số 5 này, triệu 8. Thì em có đánh số là triệu 8 nhưng mà em đánh nhầm số 4 nè. Thì mọi người cứ ước chừng là 5, 4 rồi đến 5. Đây, 5 này, triệu 8. Thì đó là cây hoa khôi Quế Phong. Cái này mặt hoa thì em cũng phân tích ở phiên trước rồi. Mặt hoa lưỡi tròn, xu hướng của các bông va đình đám thì nó đều là bông lưỡi tròn. Bông này thì mắt rất là đẹp, con mắt màu hồng nhạt đó, nên là nó mang lại cái vẻ đúng là rất là nhẹ nhàng, thanh tao, giống như kiểu hoa khôi, hoa hậu. Rồi nhắc đến hoa khôi, hoa hậu là kiểu mình tưởng tượng đến một cái nét đẹp đúng không, rất là nhẹ nhàng, thanh tao, nhưng mà cũng không kém phần quyến rũ, hấp dẫn đó, kiểu nó như vậy nha mọi người. Thì đứa 5 chậu hoa khôi Quế Phong. Tiếp theo em lên Phú Thọ nha. Hôm nay thì có size nhỏ nhỏ như thế này. Cây rất là đẹp. Cây này trồng rất là đẹp mọi người. Mọi người nhìn cái thân nó là xanh đậm như thế này, là nó ăn rất là nhiều nắng. Đồng thời lá rất là dày nha. Lá cực kỳ là dày và cứng luôn. Bản to. Cây số 1 này. Đây. Giá là 200 nha. Mấy cái cây này thì đóng mệt lắm. Kiểu gì cũng bể chậu này kia các kiểu này mà. Đó, cây số 1 200. Cây số 2 này 300. Đó, cây số 2 300 là hai mầm đang sưng mất gốc nè. Rồi đang lên kỳ nè. Số 2 300. Số 3 cũng là 300. Nó mất gốc lên rất là khỏe nha. Mầm gốc nè, đế cực kỳ là to luôn. Lên rất là lực. Ở trên này là cũng sưng một cái mầm lỡ nè nè. Đó, 3 nè, 300. 4 250. Số 4 là chậu này thôi. Dài cũng tầm 15 20 cm rồi đó. 4 250 nè. 5 400. Thì nó có một đầu nè, hai đầu nè, ba đầu nè. Dưới này mầm gốc sưng chi chít rồi nha. Đó, số 5 400. Số 6 nè, 350. 6 350. Cây này dài phải tầm 40 cm nha. Số 6 nè, 350. Số 7 nè, 400. Hai mầm. Hai mầm lên, một mầm lỡ nè. Đó, hai mầm lớn, một mầm lỡ. Rồi số 7 400. Chậu này nha. Số 7 400. Số 8 400 luôn, cũng là lên hai mầm gốc với lại dưới này đây. Hai mầm gốc dưới này. Đó, đang sưng mầm như thế này. Số 7. À đây số 7 400, rồi đây số 8 nha. Cũng là 400 này. Sọ đây là chậu 8. À, ở đây có chậu nái này, giá là 2 triệu nha. Chậu nái 2 triệu thì dài phải em cũng biết bao nhiêu cả. Riêng cái thân này thì chắc cũng phải hơn 1 mét rồi nè. Cho là 1 mét đi. Thân này 30 nữa nè. Chắc tầm 1,5 mét. À, hết thì chắc là 1,5 mét nha. Đó, 2 triệu nha. Cho chậu nái này. Đó, mấy bác nào thích mùng về nhanh hoa rồi kích được hoa thì đồ này kia thì ngắm các chậu nái này nha. Hình như được một chậu này. Có mấy chậu nữa mà cũng nhiều hàng quá nên là em cũng chưa soạn hết. Tiếp theo là em bán cây năm cánh trắng Minh Châu nha. Cây này thì nó rẻ hơn cây hồng Minh Châu nhiều á. Nhưng mà so với giá thị trường em bán thì cũng rẻ hơn rất là nhiều. Cho nên là hôm qua khách lấy hết rồi. Hôm qua là em lên mười mấy chậu ta, 12, 14 chậu gì mà khách lấy hết. Không còn chậu nào. Chậu nhỏ thì tất nhiên là sẽ chắc chắn là không còn rồi. Cây số 1 này giá là 1,5 triệu nha. Thì nó đã lên được mầm gốc đẹp như thế này, rất là lực. Và đây là thân già nè. Đó, thân này thì bắt đầu cũng xuống lá rồi. Cho nên là nó sẽ tích tụ năng lượng để chuẩn bị làm kỳ ra hoa gì đó thì tùy nha, em không biết. Nhưng mà mấy cây em lấy ở này thì đa số là nó có nụ, chắc chắn là có khi nó lại lên nụ đấy, lên hoa đó. Rồi, đấy, lá nó xuống rồi nên là nhìn nó không đẹp đâu. Về mọi người ngắt lá đi cũng được, không ảnh hưởng gì đến cây. Cây số 2 cũng tương tự luôn, 1,5 triệu. Thì cây này nó cũng dài hơn cây bên này tí, dài hơn cũng tầm 5 cm á. Đó, dài hơn 5 cm thì em cũng tính 1,5 triệu luôn. Vì nó cũng có mầm gốc lên như thế này nha. Đó, mầm gốc lên này mà nhìn nó không có đẹp bằng thôi. Đó, cây số 3 tương tự em cũng tính là 1,5 triệu luôn nha. Rồi, số 3 1,5 triệu. Thì trên này nè có một cái mắt nè. Đó, dưới này nó lại như thế này nè. Đó, này nó cũng có còn lá và nó cũng bằng cái cỡ cây số 2 á, 1,5 triệu. Cây số 4 nè, 2 triệu một mầm gốc nè. Đó, mầm gốc nó lên từ mầm lỡ này nè mọi người, thấy không? Tức là thân này là chưa lên gốc nè, thân này chưa lên nè, về là nó vẫn còn lên được nha. Đó, 2 triệu nó sẽ khác hẳn, nó sẽ có hai mầm lỡ luôn. Đó, cây số 4 này nha, 2 triệu này, cây rất là mập. Tương tự số 5 cũng là 2 triệu.
Số 5 thì nó có một mầm lỡ thôi, nhưng mà cây thì nó lại dài hơn số 4, cho nên là em cũng tính là 2 triệu. Đó, cây số 5 này 2 triệu, cây này nha mọi người. Dài hơn bên kia chắc cũng cỡ 10 sang á. Đó, số 5 2 triệu. 6 tiếp tục 2 triệu. Đó, 6 thì nó là một thân dài thôi. Dưới này mình thấy nó sưng một mắt rồi này. Đó, và trên này cây cũng vậy, cách cỡ nhà thì cũng bằng cây số 5 á. Đó, số 6 2 triệu. Cuối cùng là số 7 cũng là 2 triệu luôn. Đó, mầm gốc đang lên nha. Mọi người thấy ươm từ khúc thân già không? Ươm từ khúc thân già ta đùng không? Rất là mập nha. Cây nào cũng vậy nè, ươm từ khúc thân già ta đùng. Đó, số 7 nè, 2 triệu luôn nha. Đó. Rồi. Tiếp theo là em có cây 5 cánh trắng 49 nha. Thì mọi người nhìn cái chậu này nè là biết là em lấy cùng lô với cây đây, cùng vườn á. Đó, cùng một cái cỡ chậu, cùng với cây mắc khí Bình Dương tí em bán nữa thì cũng là cùng một vườn. Đó. Nhưng mà hình thái cây mọi người thấy nó khác nhau này, ghi tên riêng với lại ghi phân biệt rất là rõ ràng, nên là mọi người cứ yên tâm. Với lại cây đang có nụ đây nữa nè, em là rất thích để cái nụ này để quay hoa cho mọi người ngắm luôn á. Nhưng mà tâm lý của các bác chơi cũng thích mua cây nụ về để ngắm hoa, cho nên là mình cũng bán luôn đó. Chứ hôm qua em bán chậu Như Nguyệt em cũng tiếc lắm, nhiều bác hỏi xong rồi mình cũng kêu là thôi để lại hoa nở ngắm, nhưng mà cái phần mình ngắm thì người khác lại chờ sang năm mới được ngắm á, cho nên là em bán luôn. Còn khi nào mà có nhiều cây nó nở dài quá này kia các kiểu á, thì em sẽ để cho nó nở đó. Nhiều khi mình muốn á, thì mình để. Thật sự cái cây Như Nguyệt hôm qua rất là nhiều khách hỏi luôn á, nhưng mà cuối cùng lại bán đi thì cũng tiếc tiếc buồn buồn vì mình không được ngắm trực tiếp hoa của nó đó. Rồi trong này là lô Như Ý, hôm qua em bán thì khách lấy hết rồi mà chưa gửi thôi mọi người đó, chứ còn khách hỏi thì không còn nữa. Chắc là mai hình như sẽ có một lô nhỏ hơn. Rồi cây 49 đầu tiên nè, thì cái này em bán mất ngủ thôi nha. Cái khúc này tầm 1 2 3 4 5 6 7 8 10 mắt á. 10 mắt này thì em tính là 700 nha. Thì bởi vì khúc này nó có nụ nữa rồi nè. Đó, thì một mắt này nó đã sưng nụ rồi. Thì mấy mắt kia nó như thế nào? Mấy bác vì sao bác mất ngủ không? Đấy, cây người ta để này, để lâu này xong nó gãy luôn, vẫn treo lên này luôn, cũng chả ai lấy xuống luôn. Đó, vườn rất là nhiều cây cho nên là vậy. Còn cái gốc này là 500 nha, rất là dễ sưu tầm nè mấy bác. Cây 49 là được coi là cây anh em sinh đôi với cây Nha Trang đó nha. Thì 49 không phải là Lâm Đồng, nó không phải là 5 cánh trắng Lâm Đồng. Người ta gọi nó là 5 cánh trắng 49 thì đơn giản vậy thôi. Chứ còn nhưng mà khuôn bông rất là đẹp, cũng là cây mắc mờ, lưỡi cong thuyền, bo tim về đầu ngọn, và rất là con mắt rất mờ, mắt nó mang một cái vẻ màu hồng cực kỳ là xinh xắn luôn. Nó mang một cái nét riêng biệt, rất là giống Nha Trang. Nhưng mà giá thì lại rẻ hơn Nha Trang rất là nhiều. Ví dụ cây Nha Trang tầm này là 1 triệu nè, còn cái cây 49 thì nó có 500 thôi. Đó. Rồi khúc mắt ngủ này đây nha, là 10 mắt thì em tính là 700 nè. Thì tính ra là bán 100 nghìn một mắt, nhưng mà nó có nụ rồi, mà nó có nụ nữa. Thì về các bác ươm lên là còn thấy được hoa chính chủ nữa nha. Rồi chậu số 1 là 500, với khúc mắt ngủ nụ này là 700 nè. Tương tự chậu số 2 cũng như vậy luôn, 500 nha, chậu 2 500, mắt ngủ 700. Trên này em thấy sưng rồi nè, mà không biết là sưng gì, không biết là sưng kỳ hay là sưng nụ. Thì em bán mắt ngủ thì em không bao đâu nha mọi người. Mọi người về nó ươm mà nó sưng kỳ hay là nó sưng nụ gì đó thì tùy, em không biết. Bởi vì xưa giờ em bán mắt ngủ thì thường em mà bao nó lên cây á thì em lấy giá rất là cao. Mà thường thì không có khách nào mua cái giá cao để bao lên cây hết, khách toàn mua giá rẻ nhất thôi. Rồi, đó là cây số 2 nha, tương tự 500, mắt ngủ 500. À quên, mắt ngủ 700. Rồi, cây số 3, cây này 1 triệu nha. Mầm gốc nè, mầm gốc đang lên rất là lực. Và đây, mầm gốc đang lên rất là lực. Và thân này, mọi người nhìn mấy cái thân này nó xấu xấu vậy thôi, chứ về là nó sưng sớm nha. Về là mình, nói chung là mình sẽ được ngắm hoa sớm đó. Đó. Rồi, số 3 này, 1 triệu. Số 4 nè, cây số 4 là VIP nè. Đấy, cây số 4 này nụ chi chít luôn nè, không, số 4 nụ nè. Rồi trên này rất là dài nữa nè. Đó, số 4 nha, số 4 2 triệu nha mọi người. Đó, thân rất là dài luôn, thân này phải cả mét, chậu này cũng phải mét rưỡi á. Đó, mầm gốc nó chưa lên thôi, về mọi người cứ bùi bùi cái cỏ này ra thì sẽ thấy mắt gốc nó lên thôi nha. Đó, cây số 4 đây. Rồi cây số 5 tiếp tục, cây 5 đây. Cây 5 thì nó tương tự, nó cũng lên một mầm gốc, và dưới này nó có một mầm dài như thế này luôn nha.
cây năm nè 1,7 triệu nha. Rồi cây năm nè 1,7 triệu, mầm rất là dài, cũng phải 80-90 năm 1,7 triệu. Và cuối cùng là cây số 6 nha, 1,5 triệu đi đó. Cây 6 thì em thấy nó sưng nè, sưng kỳ chi chít chỗ này luôn, đây mầm lỡ nè, và đây là thân hoa nè, thân hoa này thấy sưng rồi nè, thì không biết sưng nụ hay là sưng kỳ đó. Em lên 7 chậu như vậy nha, đó là 5 cánh trắng 49 nha mọi người. Tiếp theo em có Hà Tĩnh nha. Đấy, cái Hà Tĩnh này cũng lấy cùng lô với cái lô này luôn nè, mọi người thấy không, quy cách chậu rồi giống nhau nè, cùng lô với cây Minh Châu này luôn nè đó, cậu chậu rồi rồi gì giống hệt nhau. Nhưng mà được cái Hà Tĩnh này nó rất là đẹp, nó đi ngọn rất là khỏe luôn. Cây này hình như chắc nó giờ gần giống với cây Quảng Bình đó, đi ngọn rồi xiên đông này kia các kiểu, cho nên là thấy thân lá mùa này mà nó vẫn còn xanh ngắt như thế này luôn. Hàng này trồng giống như là như các bác nói đó, là hàng xanh đẹp này kia các kiểu, giống như là rau muống đó, phải không? Đây em quay tổng thể các chậu này, rất là đẹp luôn đó, từ nhỏ đến lớn. Rồi chậu số 1 nè, 900 dành cho hai thân nha. Đó, người ta cắt ươm kỳ rồi nè mọi người, thì mầm gốc nó lên rất là khỏe luôn. Mỗi thân này nó dài phải 60 cm nha, 60 cm. Đó, chậu 1 nè, 900. Chậu 2 tương tự 900. Chậu 2 900. Đó, mỗi chậu đều có hai thân, các bác chọn chậu nào cũng được nha. Về treo cũng rất là đẹp. Số 3 nè, 900. 3900. Cái 3 này thì nó dài hơn hai cây kia tí. Đó, 3900. 4 nè, 1 triệu. 4 1 triệu. Thân rất là mập nha. Đó, thân cực kỳ mập luôn. Ngọn đang đi rất là khỏe, dự là vẫn còn đi tiếp á. 4 1 triệu. Số 5 nè, 1,2 triệu. Hai thân lớn nha. Số 5, 1,2 triệu. Chậu 5 là chậu giữa em đang quay á, mọi người cứ nhìn giữa màn hình giúp em nha. Đó, chậu này nè, số 5, 1,2 triệu. Số 6 là bắt đầu từ chậu 3 mầm thì 1,4 triệu nha. Đó, 6 nè, 3 mầm, 1,4 triệu. Đấy, bán lại 1,5 triệu mà em tính 1,4 triệu đấy. 1,4 triệu là em đã trừ cước ra cho mọi người rồi đó, nên là mọi người cứ trả cước. Đó, số 6 nè, 1,4 triệu. Tương tự 7, 1,4 triệu, 3 thân. Đó, 7, 1,4 triệu. Nói chung là cây như nhau hết, 3 mầm. Mỗi mầm dài 60 cm. Đó, 60-70 cm nha. Và số 8, 1,4 triệu. Đây, 8, 1,4 triệu. Cây lớn này nha. Rồi, mấy bác nào mà không thích lấy cây lớn đây á, hoặc là mình không có điều kiện lấy thì lấy cây nhỏ này nè, về mình ghép nha, 200 một chậu. Đó, thì mọi người thấy không? Đấy, cũng cắt khúc nè, ươm từ thân già lên hết. Cây rất là khỏe luôn. Đó, cắt khúc ươm lên hết, 200 một chậu nha. Đó, chậu từ cỡ 30 sen đổ lại, còn chậu mà 40 sen thì 400, 300 tùy theo chậu. Thì mấy bác cứ lấy 200 đi cho nó dễ. Đây nha, nhiều chậu nó thân nó cực kỳ mập như thế này thì có những chậu nó cũng ốm hơn nè. Cái này em lấy về cũng nhiều lắm mà cũng còn mấy cây đây nè, bán dần bán mòn thì cũng hết thôi. Mỗi ngày thì sẽ có một người chơi mới, sẽ họ sẽ có chưa có cái giống mình cần sưu tầm thì khách sẽ sưu tầm thôi. Đây nha, cái loại này thì 200 một chậu. Tiếp theo là em bán cây mắc hí Bình Dương nha, hay còn gọi là năm cánh trắng Bình Dương. Đây cái lô này thì cây này nó cũng xuống lá hết, cây này nó rất là ốm, thân lá rồi gì cũng ốm hết, hoa nó nở ra cái mắt cũng rất là nhỏ xíu, xinh xắn. Cây số 1 này 700 và 40 sen nha, 700 nè, 40 sen. Hôm qua em bán mấy cây có lá thì còn cũng mấy cây á. Đây nè, còn hình như 3 cây. Khách kêu chụp hình qua Zalo nhưng mà bận quá thì cũng chưa chụp được. Số 2 nè, 800. Đây, số 2 800. Thì cây này nó lớn hơn, trên này mình thấy nó cũng sưng rồi nè, thì không biết là sưng nụ hay là sưng kỳ. Đó, cây số 2, 800. Cây 3 nè, 900. Đây, 3 này 900. 3, 900 là có nụ nha. Đó, nụ trên này nè, về mới bắt ngắm đất hoa luôn. Đó, xa xa kia là chậu ngọc tâm vẫn còn nở, mới bắt thấy không? Ngọc tâm vẫn còn bung lụa, đậm đen luôn mà rất là đẹp. Đó, rồi số 4 nè, 1,2 triệu. Cây này nha, dài phải tầm 80 sen á. Cây số 4 nè, 1,2 triệu. Đây rất là dài. Quay mãi quay nước lên quay. Tương tự số 5 1,2 triệu cũng vậy luôn. Dài 80 sen, 80 90. Cho em vẫn còn lá này. À, 6 nè, 1,3 triệu. 6 thì nó dài hơn, thân nó mập hơn. Đây nha.
66 1 triệu 3. Đó, chậu mắc khí nha. Có một chậu mắc khí lớn nè mọi người, chậu nái nè, chậu này thân lá này đẹp nè. Chậu này 1 triệu rưỡi nha. Dài cũng phải 70 sen rồi đó. Nhưng mà nhìn thân lá nó đẹp. Đó, nhiều bác lại thích cái kiểu thân lá như thế này. Về treo lại thấy xanh vườn rồi cây nó mướt mát, nó có sức sống gì nữa. Đó thì em cầm không hết thì em cứ phải cầm quay thế thôi. Dài phải 70 cm. Đó, thân rất là đẹp luôn. Đúng là đẹp, rất là đẹp. Mập thắt ngọn rồi, cũng bắt đầu thắt ngọn rồi. Mua cây này về thì nó sẽ lâu ra hoa với mấy cây kia. Nhưng mà được cái là nó có tính thẩm mỹ, nhìn nó đẹp. Và một chậu bệt linh giang này. Cây này chắc phải dài 1 mét mấy á. Cây này lâu lắm rồi mới có lại hàng bán á mọi người. Cây này thân lá rất là đẹp, xanh mà kiểu lá dài ha. Đó, xanh kiểu lá dài, ngọn đi rất là mỡ luôn. Và cái khuôn bông bệt này nó cũng rất là tròn, cực kỳ tròn và đậm luôn nha. Cây linh giang, cây này 1,5 triệu nha mọi người. Đó, bệt linh giang này. Một cây duy nhất. Rồi xin chào mọi người nha. Mọi người xem kỹ video rồi chốt giúp em nha. Do có rất là nhiều loại không mọi người lại nhầm. Thôi cứ gọi cho em bảo ớ cây gì á nha. Nhớ cái cây gì mà quên rồi nha. Rồi hẹn gặp lại các bác ngày mai nha.